Xin chào mọi người, thì hôm nay mình có vườn sử dụng túi nhúng, thì mình sau đây mình sẽ hướng dẫn là cái cách bơm từ bình ga thép hoặc bình ga nhôm vào túi nhúng làm sao cho nó nhanh nhất, nó đỡ mất thời gian nhất. Thì anh Thảo sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mình bơm vô cái túi nhúng này, bấm một lần nó ra đủ cái lượng khí để mà thao tác cho nó nhanh. Rồi em Thảo em hướng dẫn. Đầu tiên là mình sẽ bấm cái này tầm khoảng vài chục lần để cho cái tay mình nó quen trước cái đã. Anh cái tư thế mà anh hay bấm ga thoải mái nhất của anh là tư thế nào? Thường là mình để cho anh bấm vậy đó. Rồi anh bây giờ anh thử bấm tầm khoảng 20-30 lần. Bây giờ bấm một cái là không thể tay nữa được, bấm không bao giờ đủ. Thì bây giờ bấm tự do thôi, thoải mái thôi. Thoải mái thôi, bấm tầm khoảng vài chục lần đó, nó hết rồi nhả, hết rồi nhả, nó quen cái tay vài chục lần. Anh bấm mình khi nào anh cảm thấy nó thoải mái nhất á, rồi anh bắt đầu anh chỉnh. Ok chưa? Được rồi, vậy được rồi nha mẹ. Ok. Thì cái này cái bơm định lượng, bơm định lượng tiết lưu đó, nó có cái tiết lưu màu đen đen sao nè, thì nó sẽ giúp cho cái khí nó tồn ở trong trữ trong cái đoạn dây này, và cái tiết lưu nó sẽ giảm, nó sẽ ngăn ngừa cái khí nó vô trong, nó nạp trong cái dây này. Rồi anh xả nó thôi. Nên khi mình bấm ra với tốc độ nhất định đó, thì nó sẽ giải phóng cái lượng khí trong cái đường ống này ra trước, và nó mình dựa vào đó để mình định lượng. Đâu em chưa mà bóp. Sau khi mình bóp quen á, mình chỉnh cái áp suất lên tầm khoảng 1-2 vạt thôi. Mình để vô cái, mình đãi vô cái cho nó tiện hơn. Đãi vô cái. Rồi, anh xả ra ngoài. Dặn lên không cần xả bỏ, hạ mới xả bỏ nha. Rồi. Rồi. Có nghĩa là mình tăng áp suất lên thì không cần xả bỏ, còn khi mà giảm á, thì cái bấm, áp suất trong cái lượng khí trong đây nó vẫn là cũ nên mình phải xả bỏ. Đó, rồi như đây là chưa đủ nè. Rồi bắt đầu mình định lượng bằng cách là mình bơm trực tiếp vô đây luôn. Và khi mà mình sẽ chỉnh cái ga tăng giảm sao cho mình bấm một lần nó vừa nhả cái này là đạt. Rồi. Có nghĩa nó vừa nhả thôi chứ nó không quá căng. Cứng thôi. Quá căng thì mình thừa. Nó thừa và đồng thời nó xì ra ngoài. Thiếu chút. Đó, anh Thảo sau lưng mà đang chỉnh van thì ảnh đeo nên ảnh không chỉnh được. Nên khi mình làm cái này mình bỏ cái bình ga xuống mình làm. Cũng còn thiếu không? Tí nữa nè. Đủ á, như đây đủ á, thì cái này nó nằm đi. Làm mình đi. Nhích lên chút xíu rồi. Xíu nè, ép tí. Rồi đó. Có cái van cho nó không xịt ra. À, cái này nó không có, nó không bóp nên không có cần phải giữ này đâu. Thì đúng rồi, cái này thôi. À, không phải giữ dây đâu. Đó, cái này giờ nó nghiêng á, thì nè, đó vậy là đủ nè. Đó. Bây giờ anh thử rút ra mà anh không nghe cái hơi nó xì ra là có nghĩa là rút ra là không phải bỏ vô tay, anh rút ra là anh nghe cái này nè, rút ra mà lúc này nó mới xì ra nè. Ví dụ mà anh không nghe tiếng xì là có nghĩa là này, cái lượng khí nó vừa đủ. Thì đỡ mà công mình phải bấm vậy. Thì lượng khí vừa đủ thì mình nhét vô trong cái không bấm luôn á. Thế là nó không có, ví dụ như thừa nó mới tống ra. Đúng rồi, mà vừa đủ thì nó không tống, tại cái này nó không có đẩy khí ra ngoài nên mình làm sao cho vừa đủ. Đó thì khi mà bắt đầu là đúng cái lượng đó thì bây giờ mình cứ bóp với tốc độ đó thì nó sẽ vừa đủ. Đó. Đó vậy ok. Đó, anh thử mở ra tôi nghe có tiếng xì. Đó, không nghe đúng không? Là có nghĩa nó vừa đủ và nó không đẩy ra ngoài, là mình không có bị hao khí trong quá trình tháo ra. Thì lúc đó là anh chỉ gắn vô thôi. Là anh đi cái nào cái đó anh cứ bấm cái là xong. Này mà giờ muốn chỉnh nó là lấy cái vít xóa nó gạch ngay chỗ cái cây gạch nó luôn cái áp suất ra á. Là thì sao mình cái chỉnh nhanh cây kim lên tới đó là không, mình nhận chừng. Không có tốc độ mình nhận được chứ, cái nhận được cứng. Được cứng được ép á. Nói là cái giỏi đây, cái đồng hồ này là mình gạch chứ không phải dẫn xóa mà gạch lên làm cái dấu là sao là cái chỉnh lên tới đó. Đúng rồi, làm cái dấu. Đỡ mất công mình định lượng lại. Có khứa rồi rồi bao nhiêu khứa. Chưa tới. Mình lấy bút xóa mình làm dấu là sao mình chỉnh đúng cái đồng hồ đó ra được. Đó, đó. Giờ đều bấm dây được thôi. Bơm mới lẹ. Cái này đủ khí nó điều cái nào như cái đấy. Đúng rồi. Đó, đây là cái cách mà làm sao mình bơm nhất khi để mà mình còn canh nó lâu á. Mình dặn là mình không có dặn giờ mình nhấp ba lần hai lần đủ. Dạ. Ừ. Thì nó lâu mất thời gian mình. Dạ. Không làm gì nó khỏe này. Mình điều chỉnh như này thôi nè.
Đó, thì cái này em nói là cái này không cần định lượng, nhưng mình bơm mình cũng biết cái cách định lượng đó, mình bơm cho nhanh. Mặc dù cái này đó thì mình không cần định lượng, là mình bơm cho nó vừa nhả. Thật ra là định lượng là cái nhả ra bằng là định lượng đó, nhưng mà cái cách bơm làm cho lẹ. Thì Thảo thử sau đây là cái hướng dẫn cái mà sử dụng cái bộ túi khí, sử dụng túi nhúng. Cái bộ áp khí này nó sẽ có một cái tác dụng á, là nó sẽ giải quyết được cái vấn đề mà xì mũi vô trong túi khí, và đồng thời thao tác bơm mình sẽ rất là nhanh. Và khi kết hợp với cái túi nhúng này nè, thì nó sẽ giúp cho lượng mũ ổn định trong tất cả các lần lấy, nên khi mà cây sử dụng túi nhúng á, thì khí nó không có bị sốc vô trong cây, nên cái sản lượng nó ra nó đều và nó ổn định, và nó cây nó không bị mất sức, không bị giảm độ nhiều, dễ điều tiết độ hơn. Và anh Thảo hướng dẫn sử dụng cái này. Cái này nè, nãy có ý đúng không, làm cho mình bơm luôn cái luôn đó luôn. Cái chị em mưa kiểu này á, là mình chỉ tại giờ cũng gần hết mùa mưa rồi, nên mình làm theo kiểu này để nó chỉ còn khoảng 2-3 tháng hết mưa thì sau đó mình dời ra ngoài. Còn nếu mình làm từ đầu mùa mưa á, thì mình không nên làm theo cái kiểu cố định như thế này, tại vì nó sẽ lấy trong cái vùng da này quá lâu thì nó sẽ ảnh hưởng. Còn hiện tại là nó cũng gần hết mùa mưa nên sẽ làm theo cái kiểu như thế này. Nên bà con lưu ý là mình sẽ chọn cái thời điểm nào để mình làm theo cách che mưa nào cho nó hợp lý á. Rồi em thử chỗ này đi. Thì cái nắp chóp này mình đóng hẳn trực tiếp bên cây luôn, mình chỉ cạo cho cái ra cái lớp da chết thôi đó, chứ không có cạo quá sâu nha. Em lúc luôn cái đó, em đóng không có thừa đâu, đóng lúc cũng không sao đó. Tại vì cái này nó có cái lỗ lớn á, thì khi mà nó có rịn mũ ra thì lập tức là nó sẽ bị khô lại, chứ nó không có bị chảy dai. Rồi ok. Đó. Đó thì khi cái này cái thao tác là cái túi nhúng này một tháng mình chỉ bơm khí tầm khoảng 2 lần, thì lần đầu là mình đã dời nắp chóp rồi. Thì lần sau á mình bơm mình chỉ cần rút ra thôi. Và mình rút vô trong đây. Quay luôn bơm khí, rút luôn. Thì sau đây là cái thao tác mà bơm khí. Đây, đây. Cái này dặn ướp sức rồi, phải không? Rồi đó, rồi thả luôn. Nó bằng cho nó hơi nghiêng thôi. Em bỏ ra nó bằng. Đó, và mình bơm xong đó là mình cắm vô. Thao tác rất là nhanh chóng. Và sau đó chẳng hạn như 15 ngày sau mình tháo cái này ra và mình bơm khí lại. Rồi em tháo ra. Lấy tay giữ đi, tại Thảo nhấn mạnh quá. Mình nhấn vừa vừa thôi, không cần nhấn mạnh như vậy. Rồi anh đẩy cái này vô cây, anh cầm này, anh cầm này, mình một tay mình giữ cái đầu, một tay mình cầm này mình nhấn vô là nó dễ thao tác cho mình. Rồi anh bỏ cái đó ra rồi nhẹ thả ra đó, rồi sau đó rút ra cắm lại đó. Thao tác rất là nhanh, tại vì không có cái thao tác mà đóng mở cái nút bít đó, nên mình làm khá là lẹ. Mỗi lần mình lấy xài tí. Cái dây mình cong là vậy ha. Cái tay trái mình á. Đưa cái đi ta. Tay trái mình cong là như nè. À, cái bên nào mình ép vô. Cái vô kia quất thôi ha. Thì mình cứ nắm cái này. Cái này vậy là mình cong cái xài. Mình kèm giấy được, nghe thấy cứ vậy. Ép vô rồi đó. Rồi đưa quay làm xong cái đầu về nó quay về cái hướng mình đó. Đó, thao tác bơm rất là nhanh. Nó ngã thôi. Nó nghiêng thôi, anh bỏ hồi là nó ra lại đó. Nó ra lại. Rồi sau đó là cắm vô. Nó hơi bị hiếu chút, hồi nãy hơi bị hiếu chút. Nhưng mà đúng đó là đó là xong. Còn khi dời nắp chóp thì mình dời nắp chóp như thế này, mình sẽ có một cái ghim đây, mình ghim sẵn, mình móc cái này ở trên cây nè. Móc mình rút cái này ra rồi mình móc ngang trên cây. Rồi sau đó mình bẻ cái này ra đó, và mình qua đây mình đóng thì rất là nhanh, cái thao tác rất là nhanh. Và đồng thời là khi mình bơm á, thì mình sẽ thấy là nếu mình cây nào nó bị hở khí trong đây á, nó bị xì mũ trong đây á, thì nó sẽ chảy ra ngoài và nó không vô trong cái túi khí của mình. Và đồng thời là cái này cái lỗ nó to nè, nên khi mà đóng có phạm á, thì cái lượng cái mũ trong đây nó rất là nhanh đông. Mình chỉ cần lấy tay mình kéo này thôi, cái vết thương này nó đông và nó lành rồi, nó không có chảy mũ ra nữa. Và sau đó mình mới bơm khí. Em thử thao tác về nắp chóp.
cái này giả sử là có cái gì đó cho mình, mình quán cái thân cây nè. Đó, sau đó khi mà qua ngày hôm sau mình bơm khí á, thì mình sẽ kiểm tra, nếu mà cái này nó có mủ nó chảy ra đây thì mình cầm dứt ra thôi, và sau đó mình bơm khí và mình gắn vô trong củ. Mỗi người cái tay khác nhau á, nên đôi khi nãy chỉnh theo cái anh này Thảo là bóp hết hết cỡ, bóp hết cỡ luôn, hết cỡ thả là cái đó mình không hết cỡ là không được. Ờ, hết cỡ đi đó, đúng rồi. Thôi không cần gặp lại thôi em, có nghĩa là mình vừa đủ á, là mình không có cần gặp cái ống này. Là nó không ra, không có thoát, không có thoát. Nó nói vậy là xong, nói chung là thao tác rất đơn giản. Còn ai mà dư tiền á thì họ có thể là họ trang bị thêm cái nắp chóp này đằng sau, ví dụ mà họ họ đi, đi họ gắn trước cái nắp chóp này qua đây, và sau đó mình bơm mình di chuyển qua nó lại tiện, nhưng mà tốt. Thế này cũng không mấy đồng á. Và đặc biệt là cái này á, cái túi nhúng này nè, khi mà quan sát á, cái vùng da cây trong cái túi nhúng á, nó sẽ tươi hơn là cái túi PVC. Nó giữ lâu hơn, tại vì cái lượng khí nó vô nó từ từ, còn cái túi PVC lượng khí nó ép vô cây, nên cái vùng da cây nó giữ cái nắp chóp không lâu bằng cái túi nhúng. Đã không có chóp nó vô á, một cái cây mổ ra mổ nhiều là cái thằng cái da nó rất tươi. Đúng rồi, cái cây mũi ít mũi là cái thấy dạng khô. Dạ. Nó kỳ ít mũi thì nó hay bị nấm với thì với lại một số vườn nào nhiễm nấm á, nó có một cái lưu ý này, một số vườn nào nhiễm nấm á thì mình khi mà mình lấy nắp chóp về á, mình dời mình mang nắp chóp mình gom về, mình dúng trong, thứ nhất là có thể là trong dung những cái dung dịch mà khử nấm. Còn ví dụ mà đơn giản hơn á, mình lấy nước sôi á, mình tưới vô hết xong rồi mình ra mình phơi nắng. Hay sử dụng cái vali damisin đó, mình sử dụng nấm lá chọc mình chọc rồi nấm thân cây, hoặc là cái đó mình mang theo rồi đi mình nhúng vô cái mình đóng không được. Thì cũng được. Cái đó mình đóng. Còn không mà mình muốn cho kỹ hơn á là mình về mình nhúng nước sôi, sau đó mình phơi, thì sau đó là cái nắp chóp mình nó hoàn toàn tuyệt trùng, nó không nhiễm nấm nữa. Thì khi mình đóng á thì cái vùng da cây này nó sẽ rất là tươi ở trong. Còn nếu mà cái vườn nào nhiễm nấm á, mà mình thấy là khi mà mình đóng á mà cái cây hấp thụ khí kém mình mở ra ở đây mà nó bị sừng sừng sùi sùi lên nhiều nè, là mình biết là nó bị nhiễm nấm. Thì là bị khô da đó. Thì một ít vườn bị như vậy thôi. Da nó tự nhiên là không còn hấp thụ cái gì. Dạ đúng rồi. Khi bị nấm là nó không có hấp thụ. Thì nếu mình phát hiện vậy là mình biết cái vườn mình nhiễm nấm, và mình về mình tiệt trùng cái nắp chóp trước khi mình đóng, hoặc là mình xịt những cái dung dịch trị nấm ở cái này. Nhưng mà cái đó không nhiều vườn, thì chỉ có trăm vườn tầm khoảng nó cũng bị vài một cái. Vài vườn bị thôi, nên mình cũng nói luôn để cho mà bà con nào mà có cái triệu chứng đó thì nhớ khử trùng cái nắp chóp trước khi mà mình đóng lại, và mình có điều kiện thì mình xịt khử nấm trên cái cây của mình. Thì ở cái vườn này sử dụng cái túi nhúng, đại túi nhúng cái phiên bản năm 2019 thì nó có hai đầu. Thì Thảo cho anh biết là cái túi nhúng này nó có cái đặc tính gì mà em lại chọn cái này, hay vì chọn cái túi PVC? Là nó khi mình bơm khí vô á, là mới bắt đầu làm vô nó cũng dễ hơn, là do là cái khí mà vô cây là nó hấp thụ nên nó cho cái sản lượng mũ nó đều á. Có bây giờ mình vừa mình mới làm, nhưng mà khai thác đến mũ nhát thứ năm thì cái lượng nó cho chênh lệch với lần đầu tiên thì khoảng mười mấy ký là cho cái số lượng cây là trên 600 cây, thì trên lệch có mười mấy đến 20 ký thì nó không có nhiều. Tại vì có bên vườn bên cạnh thấy người ta làm bằng cái túi PVC thì cái mũ mà giữa trên cái số lượng cây đó, giữa lần khai thác đầu tiên với lần mà khai thác thứ ba thì cái lượng mũ nó là khoảng trên lệch khoảng 40 mấy ký đến 50 ký trên cái sản lượng cây, trên cái số lượng cây là khoảng 650. Thì còn bên vườn mình thì số lượng cây 600 cây thì mình khai thác lần thứ năm thì nó trên là so với lần đầu thì khoảng là 20 ký, trên 15 đến 20 ký. Còn nếu mà lần thứ nhất so với lần đầu thì lần thứ nhất với so với lần thứ ba thì nó có thể là lần thứ hai có khi là nó cũng bằng, hoặc là nó lên hơn lần thứ nhất là khoảng là 50 ký gì đó. Lần thứ ba thì khoảng với lần thứ nhất là nó ngang với nhau. Lần thứ tư thì nó giảm xuống khoảng 5 ký, 5 đến 10 ký. Lần thứ năm mình mới vừa rồi là
nó giảm xuống là khoảng là mười mấy ký đó, đến chưa tới 20 ký. Còn cái túi VC thì mình chỉ khoan được tới lần thứ 3 và cái chênh lệch nó cũng nhiều hơn. Còn này em khoan được tới lần thứ 5 đó. Bên cạnh thì anh cũng chia sẻ vậy là thì cái lần thứ 3 là nó khai thác thì nó chênh lệch trên số lượng cây là 650 cây. Còn anh thì anh kêu là cũng xuống khoảng 40 mấy ký. Thì nhưng mà sau lần thứ 3 là anh phải vô ký lại. Còn lại mình làm có thể là mình khai thác ráng đến hồi thứ 5 rồi, nếu cây có điều kiện, nếu mà thấy cái sản lượng mũi lần thứ 5 mình chấp nhận được thì mình có thể mình khai thác thêm lần thứ 6 rồi bắt đầu mình vô lại. Rồi hiện trong vườn bây giờ là chưa khai thác mũi thứ 6. Đang để vào theo dõi, bữa nay là bóc mũ xong rồi bắt đầu mới kiểm tra là mình mới quyết định là việc mà vô khí hay không vô khí. Còn cái vấn đề túi nhúng, em thấy là túi VC nó hay có tình trạng là đóng nắp chóp nó bị xì mũ vô đây và họ bị mất cái túi thì em sử dụng túi nhúng em hay cảm thấy sao? Bây giờ cái túi nhúng nó cũng dễ vậy, ví dụ cái mũ mình đang cái trong cái tình trạng là sử dụng áp khí cho nên là hắn dễ phạm. Vấn đề là cái mũ vô đây là nó sẽ chậm đông nên là khi ngày mai mình mà mình khai thác trên mình bơm khí hoặc là mình đi khai thác mũ mình thấy trong đây mình bắt đầu mình tháo hai cái nút này ra luôn. Bỏ nước vô mình xúc đúng không? Bắt đầu mình bóp trước đi, bóp trước cho nó ra mũ loãng ra trước rồi sau đó bắt đầu mình vô nước là mình bóp cho nó xịt luôn. Thì cái mũ còn sót lại trong đây là nhiều cái mũ nào cái ván mũ mà nó đông rồi á mình để đó, mình phải kéo thẳng cho nó ra như này luôn. Mình kéo thẳng ra đây. Rồi bắt đầu mình để như thế này để cho cái đầu hai cái đầu này nó thông nè, bắt đầu còn mũ nào nó đông là nó đóng ở dưới đây. Thì để như vậy là cái túi này khi nào mà nó khô cái mũ trong đây á bắt đầu mình là sử dụng tiếp được. Còn không, sao mình phải đảm bảo được hai cái khi mà nó có nhiều cái đống đây mình lấy dây kẽm mình móc ra mình kéo ra ngoài cũng hết. Đúng rồi. Thế là cái lỗ này nó cũng dễ hơn cái thao tác. Còn cái túi PVC đó là mình thấy như là cái anh bên cạnh làm mỗi lần mà nó bị vô mũ như vậy là anh vệ sinh xong thì có trường hợp là nó bị rách luôn, nó giáp mấy ý của nó là nó bị xì á, là mỗi lần là 600 mấy cây của ảnh là mỗi lần ảnh giờ nắp chóp thì nó bị khoảng bị mười mấy túi là không thể nào sử dụng lại được. Với lại cái đường mũ, cái đường ống từ đây vô trong cái chỗ cái túi PVC là họ giáp á, họ giáp lên như là khi nào nước mũ mà nó vô trong ống này coi như là mình bỏ luôn cái ống này, không sử dụng được cái ống này. Còn cái này mình thay được đúng không? Còn cái này là mình có thể mình rút ống này ra nè, mình có thể mình cắt ống khác mình thay vô luôn. Chủ yếu là mình giữ được cái phần túi nhúng này nó không bị gì là được. Đúng rồi. Còn cái dây này là mình có thể mình thay. Dây thì rẻ tiền rồi. Dây thì ký có mấy chục ngàn thì mình làm một vườn ký là làm khoảng được 500-600 cây thôi. Và nếu cái so sánh giữa cái loại túi nhúng nắp chóp truyền thống nó thẳng và cái loại túi cái bộ sản phẩm mới em cảm thấy như thế nào? Cái này là bên anh Hoàng Anh mới đem lên đây mới vô giới thiệu ở đây, thì cái loại này anh chưa đăng ký bản quyền, cái này chưa cho sản xuất đầy ta cho nên là anh đưa lên anh cho kiểm tra thử thì đây thấy nó rất là tiện. Mỗi lần mình vô khí nó cũng dễ, nó lấy tay mình ấn nhẹ là nó ra. Còn cái loại này á, mỗi lần mình vô ấy là mình phải bóp hai tay. Sau đó rồi còn phải cái thao tác thêm gỡ nút này. Còn cái này là khi mà mình đóng ra mình chỉ cần đóng cái này vô, mỗi lần đóng thì cũng nhanh. Là thứ hai là mình gắn mình bơm khí vô đây, bơm khí rồi và mình gắn cũng nhanh hơn là so với đấy. Từ cái thao tác rồi là xả khí cũng dễ nữa, rồi bơm vô nó cũng nhanh hơn nữa, và mình gắn vô đây thì nó cũng dễ và đơn giản hơn cái loại cũ này. À, cái đóng cái này em thấy dễ không? Cái loại mới nè, loại mới này bây giờ ảnh anh này là cái lầm của nó là làm khoảng 2 ly nè, 2 ly thì 2 ly 8 2 ly 8 à. 2 ly 8 mà đóng vô nãy đây nè. Hồi nãy vừa rồi có đóng thử đây hồi nãy mà thấy là con thấy này vô khí nó kín, mà bây giờ cái dấu này đâu có, nó không có dựng là nó bị mũ xì ra. Nên là bà con cũng yên tâm ở chỗ này. Đóng cái dấu mình vừa đóng anh quay về gần vô này. Mà có xì ra thì nó cũng không có bị vô trong túi khí, tại lúc đó mình đã tháo cái này ra rồi đúng không? Mình đã tháo cái này ra thì mình giờ. Cái này bây giờ nếu mà ra cái lỗ nó rất là to nè. Thấy rõ nè. Đó là mũ mà nó ra đây trào đây, ngày mai khi mình bơm khí vô là mình lấy mình vệ sinh mình rút cái mũ này ra luôn là ok. Còn nếu mà mình dời á, mà mình gắn cái túi khí trong đây thì cái lỗ này rất là nhỏ, cái lỗ mà nắp chóp cũ á rất là nhỏ nên nó cái mũ trong đây nó không có đông được, đến khi mà mình tiếp khí vô thì vết thương này nó vẫn tiếp tục nó chảy mũ ra. Còn cái này cái lỗ to nên khi mà mình đóng có dù có phạm đi chăng nữa thì cái mũ nó cũng nhanh chóng nó đông trong đó, và lúc mà lần sau mình chỉ cần rút cái mũ trong đó ra và mình cắm lại mình bơm luôn, đỡ mất công mình phải lấy cái nắp chóp ra mình vệ sinh là mình dời. Này là nó tiện cái này nè, là có nắp chóp kia là bảo đảm là đắng lần đầu tiên là không bao giờ chảy mũ ra, nhưng mà cái lần mà khơi bơm khí vô lại á, lần thứ hai đắng á có khí rào thì nhất định là nó phải chảy ra. Cho nên cái nắp chóp này rất tiện trong vấn đề mà bơm lần thứ hai là không có xử lý là sợ là xúc bình sửa bình chết.
tốt nhất là cái vấn đề đó. Và cái này được cái là khi mà chẳng hạn như mình mà bơm khí á, cái lỗ trong á, mình muốn cho cái vùng da cây nó tươi á, mình chỉ cần tháo cái này ra, chẳng hạn hôm trước mình trút mũ, mình vừa trút mình vừa tháo ra, thì cái phần da cây trong đây nè, nó sẽ có cái độ thông thoáng và sẽ làm cái da này nó trao đổi khí với cái môi trường bên ngoài, nó làm cho nó tươi hơn, nó giúp cho cái khoảng thời gian mà mình về tắm chóp nó ít hơn. Cái này bà con lưu ý là mình sử dụng cái gối nhúng này nó có ưu điểm hơn cái PVC là cái thời gian của mình mà mình sử dụng cho nhiều lần khoan, với thứ hai nữa là cái những người mà mới bắt đầu làm á là cũng đỡ hại cây hơn, là do cái cây nó hút khí từ cái túi này là nó đều hơn, nó không bị sốc khí giống như túi PVC. Túi PVC mà mấy lần đầu mà họ vô mà họ không để ý thì nó mỗi cây nó hấp thu khí hết luôn đó, cho nên là nó giảm tình trạng. Cái thứ hai nữa là đỡ trong mình mang cái bình đi bơm nhiều lần, tại vì cái bơm như túi PVC là mình bơm khoảng 3 lần là mình phải bơm lại, còn cái này có khi là khi cây nó đầy khí rồi có thể là mình bơm 6 lần, mình khai thác 5 đến 6 lần, nên là nó giảm cái thời gian của mình đi mang bình trên nó, nên là cũng có nhiều thời gian để mình làm. Bây giờ công có khó kèo không đục phá trên cây đất ác ấy, tính là năm nay là không bơm khí là làm bỏ luôn á. Dạ. Nhưng mà thấy bơm khí nó đạt yêu cầu á. Cái vườn này là của chú này nè, năm ngoái là 400 cây thì khai thác mỗi là sản lượng là khoảng là 50 mấy ký đến 65 ký. Thì cái chi phí tiền công của chú trả cho người ta vừa khai thác mũ đến thu hoạch mũ luôn là khoảng 200 ngàn. Thì cái tiền thu lại là khoảng 300 mấy thôi. Mà năm nay là chú áp dụng cái phương pháp này là tự làm luôn. Rồi già tuổi năm nay 60 tuổi rồi mà tự làm nên là cái lượng mũ thu được là mỗi lần là khoảng trung bình khoảng là 90 kg. Thì mũ thì cũng rất là cứng. Cái hai là cái cũng đỡ hơn chút nữa là mình không phải là chi phí thêm cái tiền công để thuê nhân công tự làm. Nên là cái thời gian đánh đổi cũng là nó phù hợp. Bây giờ chiều chú khoảng là 3 giờ mấy đến 4 giờ là chú lên chú khoan một thế, là tối sáng ngủ dậy sáng uống cà phê xong xuôi là lên thu hoạch mũ là xong một ngày. Có nghĩa là chú làm cái này, chú có khi mà chú trước khi làm chú có e ngại gì không? Chú có nghe cái tin đồn bên ngoài làm cái này? Hồi trước cái năm mà cây người ta làm này là cũng có cái dự tính làm khí. Dạ. Cũng có đi tham quan với tìm hiểu. Nhưng mà có cái là ở đây nó chưa có cái ai chu cấp khí á. Này cũng có hợp thổ á. Dạ. Cháu nó hợp đồng được á, nó làm á, thì ok làm liền ha. Dạ. Cho nên là thấy nó cũng đạt hiệu quả. Thì khu vực Bình Thuận có những khu vực cháu làm từ năm 2018 là gần như những cái khu vực đó là 90% là người dân xung quanh là sử dụng áp khí hết từ năm 2018 đến giờ luôn. Thì nên cái vấn đề về vật tư và khí là bên cháu là nó cung cấp là nó chất lượng và đảm bảo cái thu hoạch lâu dài cho người dân. Thì như là khu vực Bình Thuận thì có khu vực Măng Tó, mình có thể lên đó mình xem. Thì có khu vực đó là có những cái khu vực mà đến 90% là người ta dùng đó, là ta dùng toàn bộ luôn. Thì từ năm 2018 mình tham khảo rồi mình coi cái cách che mưa rồi coi để mình an tâm hơn trong việc mà mình sử dụng cái này. Tại vì năm 2019 có rất là nhiều đơn vị họ ra, mà thứ nhất là nó gặp ba cái vấn đề giống như cháu nói á, về phương pháp, về thiết bị và về khí, nó dẫn tới cho người ta tháo bỏ sau tầm khoảng 2 đến 3 tháng, nên dẫn tới là trên thị trường người ta rất là e ngại cái phương pháp này. Tôi thấy nếu mà là nó thật ra làm cái ốc khí này quá đỡ bảo sức khỏe nữa, mà vừa là thu hoạch cao. Dạ. Đỡ tốn công, đỡ tốn chi công. Phí tiền thu đúng rồi. Tối còn ủng vợ ngủ nữa mới sướng chứ còn không thì 2-3 giờ sáng vợ mò dậy đi cộn. Dạ. Cực mình tuổi già năm nay 63 tuổi rồi chứ. Nhưng mà ở đây cái công nhân này là đào tạo mà để cạo thủ công á, là họ cạo truyền thống á, là cái kỹ năng họ cạo cũng đang còn kém, tại vì họ cạo theo kiểu người này hướng dẫn người kia ấy. Cho nên là một năm người ta cạo như là anh quay em bên ngoài hôm nay 40. Đây là năm ngoái là chú kêu công cạo, mà cái anh hồi xưa đã từng làm nhân trường mà. Nếu như cái đo so với cái mặt cạo như vậy, nếu như mình sử dụng áp khí mình có thể sử dụng đến 4 năm. Mà cái thứ hai là cái lượng tiền mình thu được trong 4 năm nó rất là cao hơn. Chứ bây giờ cái này thì nếu mà áp khí 1 năm mình sử dụng cái tổng cái lượng diện tích da đó là chắc cũng khoảng là cũng chưa tới 1/4 của cái mặt cạo này. Mà tại vì khi khai thác đây là mình khai thác vòng thân cây thì chắc cũng khoảng là chưa giáp vòng là đã hết 1 năm rồi. Năm thứ 3 mình có thể giờ xuống năm thứ nhất mình làm được. Mà trong khi đó là cái vùng da khai thác của mình là có thể là vài năm sau mình có thể là mình di chuyển lại. Ví dụ giống y cây này, thì nếu như mình cạo truyền thống thì cạo khoảng 2-3 năm nữa là hết phần cây. Nếu mà như mình cứ sử dụng áp khí này thì có thể là
cũng nhiều á. Có nghĩa ở trên đây mà sử dụng xong á là cái da tái sinh dưới đây nó lành rồi và mình có thể áp dụng tiếp da tái sinh. Còn nếu cạo truyền thống thì nếu mà những cái này thì tất nhiên là nó bị chặn mạch hết và sau đó cây nó sẽ suy tiến bộ ở dưới và đồng thời là cái mũ nó không có xuống dưới nó nuôi cái bộ rễ được, nó dẫn tới bộ rễ nó sẽ bị suy đó, nên cái cây nó sẽ rất là còi đó. Nếu mà mình cạo theo cái kiểu này thì nó mà hai mặt nó đều phạm hết là rất nguy hiểm.